Chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiến hành làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi lưu ý các vấn đề sau. Cuối mỗi đề bài tập chúng tôi đều có đáp án cụ thể. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận đáp án các bạn nhé. Để học tốt hơn, các bạn tự mình làm bài theo đề trước. Sau đó các bạn hãy kiểm tra kết quả với đáp án các bạn nhé. Chúc các bạn luôn học tiến bộ.